Chào mừng bạn đã đến video hướng dẫn của iGroup Blog. Tôi là Đức Anh. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách để chỉnh sửa một số phần ở cái phần trang chủ website của bạn trên hệ thống iGroup Blog. Ví dụ như bạn muốn thay cái hình ảnh banner này, muốn chỉnh sửa phần giới thiệu nhỏ này, hoặc là muốn thay cái bài viết ở phần dưới này. Việc đầu tiên là bạn hãy đăng nhập vào quyền quản trị của website. Và phần thiết kế, vì nó thuộc về giao diện nên nó sẽ nằm trong phần thiết kế này. Tiếp theo bạn sẽ kích vào phần tùy chỉnh ở đây. Khi bạn kích vào phần tùy chỉnh, hệ thống sẽ cho bạn xem cái website của bạn ở bên tay trái, bên tay phải, và cái một menu bên tay trái như này. Để chỉnh sửa phần nào đó, ví dụ như bạn muốn sửa cái phần giới thiệu ngắn này, bạn hãy giữ nút Shift trên bàn phím của bạn và kích chuột vào phần giới thiệu này. Như các bạn thấy, phần menu bên tay trái đã thay đổi. Nó đã đưa bạn đến cái phần để chỉnh sửa phần giới thiệu nhỏ đó. Ví dụ mình thay đổi cái phần giới thiệu này là thành Nguyễn Đức Anh, thành giới thiệu về mình. Tiếp theo, ở phần mô tả ở dưới này, bạn thấy một vài đoạn code như này thì bạn hãy để nguyên đấy. Bạn chỉ quan tâm đến cái phần nào mà nó có chữ mà nó hiển thị trên màn hình ở bên phải đây. Ví dụ đây là iGroup Blog, là nơi mà bạn có thể tạo được một căn nhà tuyệt đẹp. Thì bạn hãy tìm cái chữ đó ở bên trong phần mô tả này. Đây, iGroup Blog là nơi mà bạn có thể tạo được một căn nhà tuyệt đẹp, vân vân. Bạn hãy xóa phần này đi và viết về giới thiệu về bản thân bạn. Ví dụ như tôi là Nguyễn Đức Anh. Đức Anh cảm ơn bạn đã quan tâm đến website của tôi chấm. Chúc bạn một ngày làm việc hiệu quả. Rồi, khi bạn viết vào cái phần mô tả này thì ngay lập tức trên website của bạn sẽ đã thấy sự thay đổi. Bạn có thể nhìn thấy ở đây. Tương tự với phần ở dưới cũng vậy. iGroup được tạo ra bởi marketer, dành cho marketer, vân vân. Bạn cũng có thể thay đổi phần này. Ok. Một phần nữa ở đây đó là cái hình ảnh. Bạn có thấy một hình ảnh chữ Y của iGroup Blog ở đây. Nếu tôi muốn thay đổi hình ảnh này thì như cái đoạn code ở phía trên, bạn sẽ thấy một cái đường dẫn, một cái đường link có đuôi .png hoặc .jpg. Đây chính là đuôi của ảnh. Thì bạn hãy thay đổi cái hình ảnh này bằng cái đường link hình ảnh mà bạn muốn. Ví dụ tôi sẽ vào trang quản trị của tôi và lấy một cái hình ảnh có sẵn trên website. Để lấy được hình ảnh, bạn vào phần nội dung và vào phần thư viện. Đây, tôi sẽ lấy một hình ảnh đây, một anh bạn rất đẹp trai nhưng không phải tôi. Rồi, bạn hãy quay lại trang chỉnh sửa vừa nãy và dán cái link ảnh và cái đường dẫn vừa nãy ở bên này. Bạn hãy copy toàn bộ cái đường dẫn ảnh ở đây .png ở đây. Bạn copy dán đè lên cái đường dẫn cũ của nó. Rồi bạn đợi chút, bạn sẽ thấy thay đổi. Ok. Rồi. Để tiếp tục bạn muốn thay đổi cái phần nào đó trên website, bạn hãy ấn Shift và tiếp tục kích vào phần đó. Ví dụ cái banner ở đây. Tôi giữ Shift. Tôi kích vào đây. Đây, như bạn đã thấy thay đổi bên này, bên tay trái này. Cái banner này
Nó bao gồm một cái đường dẫn và một hình ảnh. Một đường dẫn và một hình ảnh ở đây. Cách thay hình ảnh bạn làm tương tự như vừa thao tác vừa nãy của tôi. Và cái đường dẫn ở đây nó sẽ có một đoạn ngoặc kép và có dấu thăng đây. Bạn hãy điền cái đường dẫn và cái dấu thăng ở đây. Cái đường dẫn bạn muốn trỏ đến và dấu thăng ở đây. Ví dụ tôi sẽ vào chọn một cái bài viết. Ví dụ tôi chọn bài viết này. Tôi lấy đường dẫn của nó. Lấy đường link của nó. Và dán vào cái phần dấu thăng ở bên chỉnh sửa này. Ok, tạm thời tôi lưu lại. Với các cái phần khác trên giao diện, bạn hãy cũng làm tương tự như hai phần vừa nãy tôi đã hướng dẫn. Rồi bây giờ chúng ta có thể sang trang chủ và xem sự thay đổi của nó. Đây, như bạn thấy, phần giới thiệu đã thay đổi. Phần banner, tôi thử kích vào xem nó đã đến cái trang web đó chưa. Khi kích vào, ok, tôi đã đưa một cái, tôi đã cho trỏ cái đường dẫn của cái hình ảnh vừa nãy vào cái banner này. Đây, .png đúng không? Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video.